người may mắn tin sâu vào nhân quả sau đây quốc anh chia sẻ với các bạn những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng bạn đang gặp vận may lớn điều thứ nhất bạn có thể thường xuyên gặp phải những cơ hội thuận lợi trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống chẳng hạn như sự nghiệp các mối quan hệ hoặc về việc phát triển cá nhân những cơ hội này dường như đến một cách dễ dàng hoặc bất ngờ với bạn điều thứ hai bạn có thể liên tục trải nghiệm những kết quả tích cực và thuận lợi trong nỗ lực của mình điều này có thể bao gồm việc đạt được mục tiêu nhận được sự công nhận hoặc phần thưởng hoặc trải nghiệm những sự kiện may mắn điều thứ ba bạn có thể nhận thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều của những sự trùng hợp có ý nghĩa trong cuộc sống của bạn những sự đồng bộ này dường như phù hợp với mong muốn hoặc ý định của bạn và bạn có thể cảm thấy mình đang ở đúng nơi vào đúng thời điểm điều thứ tư bạn có trực giác rất mạnh mẽ và nhận được sự hướng dẫn hoặc hiểu biết sâu sắc dẫn bạn đến những kết quả tích cực bạn có thể tin vào trực giác của mình cảm giác ruột của mình và đưa ra những quyết định cuối cùng mang lại cho bạn may mắn hoặc thành công điều thứ năm bạn có tư duy tích cực và cái nhìn lạc quan về cuộc sống thái độ tích cực này có thể thu hút những trải nghiệm và cơ hội tích cực tạo ra một vòng lặp may mắn cho bạn điều thứ sáu bạn duy trì tư duy tích cực và quan điểm lạc quan có thể giúp tạo ra thái độ dễ tiếp thu vận may. Điều này bao gồm việc thực hành lòng biết ơn, tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tin vào khả năng đạt được những kết quả tích cực. Điều thứ bảy, bạn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình và chấp nhận rủi ro có tính toán, có thể mở ra những cơ hội mới và tăng cơ hội đạt được kết quả tích cực. Điều này có thể liên quan đến việc theo đuổi những mục tiêu mới, những dự án kinh doanh mới, thử những trải nghiệm mới hoặc chấp nhận thử thách. Điều thứ 8, việc chuẩn bị sẵn sàng và nỗ lực cần thiết có thể tạo nền tảng cho sự may mắn xuất hiện. Điều này bao gồm việc đặt ra mục tiêu, phát triển kỹ năng và chủ động tìm kiếm cơ hội. Điều thứ 9. Bạn xây dựng mạng lưới kết nối mạnh mẽ và duy trì các quan hệ tích cực có thể làm tăng khả năng ở đúng nơi, đúng thời điểm của bạn. Điều có thể dẫn đến những cơ hội, sự hợp tác mới và những cuộc gặp gỡ may mắn. Điều thứ 10. Bạn lắng nghe trực giác và làm theo cảm giác ruột của mình. Đó là hệ thống hướng dẫn nội bộ của bạn có thể hướng bạn đến những kết quả thuận lợi khi bạn tin tưởng vào tiếng nói nội tâm của mình có thể giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp với mong muốn thực sự của mình và dẫn đến những trải nghiệm may mắn và khi bạn tin tấn thực hành lòng biết ơn đây là một quy luật tối cao của vũ trụ sẽ mang lại may mắn trong cuộc sống của bạn bạn thừa nhận và đánh giá cao những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn thông qua việc thực hành lòng biết ơn điều này có thể dẫn đến cái nhìn tích cực hơn và thu hút những trải nghiệm tích cực sau đây là một số cách mà lòng biết ơn có thể góp phần mang lại cảm giác may mắn cho bạn đó là tư duy tích cực khi nuôi dưỡng tư duy biết ơn chúng ta có xu hướng tập trung vào những khía cạnh tích cực trong cuộc sống hơn là tập trung vào những điều tiêu cực tư duy tích cực này có thể tạo ra cảm giác lạc quan và cởi mở. Điều này có thể làm tăng khả năng tiếp nhận các cơ hội và sự kiện may mắn của chúng ta. Lòng biết ơn có thể giúp chuyển năng lượng và rung động của chúng ta theo hướng tích cực. Bằng cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì chúng ta có, chúng ta có thể thu hút nhiều trải nghiệm và con người tích cực hơn vào cuộc sống của mình. Lòng biết ơn có liên quan đến việc tăng cường khả năng phục hồi sau khi mà chúng ta đang trải qua những thử thách trong cuộc sống của mình, khi chúng ta tiếp cận khó khăn với tư duy biết ơn, chúng ta có nhiều khả năng tìm thấy những điều may mắn, học hỏi từ những thất bại và kiên trì hướng tới mục tiêu của mình. Bài tỏ lòng biết ơn đối với người khác có thể củng cố các mối quan hệ của chúng ta và tạo ra một mạng lưới xã hội tích cực. Khi chúng ta thể hiện sự đánh giá cao đối với những người trong cuộc sống của mình, Điều đó có thể nuôi dưỡng cảm giác kết nối và hỗ trợ. Điều này có thể dẫn đến nhiều cơ hội và hoàn cảnh may mắn hơn. Lòng biết ơn có thể góp phần hình thành tư duy tích cực và tạo ra nền tảng để thu hút những trải nghiệm tích cực. May mắn có thể được coi là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau kết hợp với nhau để tạo ra một kết quả thuận lợi. Khi bạn thấy mình đang gặp may mắn, có nghĩa là bạn đã gieo những nhân lành từ trong quá khứ của mình bây giờ bạn mới gặp được vận may đó là quy luật nhân quả vận may thường đến với những người có sự chuẩn bị khi chúng ta nỗ lực phát triển các kỹ năng kiến thức và nguồn lực của mình chúng ta sẽ tăng khả năng đi đúng đường gặp đúng người và có được điều mà chúng ta muốn trong cuộc sống những điều may mắn thường là kết quả của những hành động hoặc hoàn cảnh trước đó tạo tiền đề cho sự may mắn xảy ra tư duy tích cực và quan điểm lạc quan có thể ảnh hưởng đến hành động của chúng ta và thu hút những kết quả tích cực khi tin vào khả năng của mình và tiếp cận tình huống với thái độ tích cực chúng ta có nhiều khả năng chấp nhận rủi ro kiên trì vượt qua thử thách và tạo cơ hội để vận may xuất hiện và khi chúng ta có ý thức nuôi dưỡng các mối quan hệ bằng năng lượng tích cực qua những suy nghĩ lời nói hành động của chúng ta và những gì xuất phát từ sự chân thành tình yêu của chúng ta sẽ tạo ra một mạng lưới kết nối có thể dẫn đến những kết quả có lợi và khi chúng ta lắng nghe trực giác của mình và đưa ra những quyết định đúng đắn điều này có thể mang lại may mắn khi chúng ta lắng nghe tiếng nói bên trong mình và đưa ra những lựa chọn phù hợp với giá trị và mục tiêu của mình, chúng ta sẽ tăng khả năng đạt được kết quả tích cực. Bằng cách hiểu và khai thác quy luật nhân quả, chúng ta có thể tăng cơ hội đạt được những kết quả thuận lợi và tự tạo ra vận may cho mình. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều có lý do. Khi chúng ta trải nghiệm những may mắn, những điều tốt lành trong cuộc sống của mình, bởi vì chúng ta đã gieo những nhân lành, cho nên ngay khoảnh khắc hiện tại này, chúng ta hãy liên tục lựa chọn những suy nghĩ, lời nói và hành động tích cực để mang năng lượng tốt lành đến cho tất cả mọi người, đến cho mọi nơi chúng ta đến và lựa chọn thái độ tích cực khi đối diện với tất cả những khó khăn thử thách trong cuộc sống của chúng ta. Đó là khoảnh khắc chúng ta đang tạo ra vận mai cho chính mình.